Bệnh dại là một cái bệnh truyền nhiễm cấp tính này và có nguy cơ tử vong rất là cao. Và khi bị thì bệnh nhân đã lên cái cơ tỷ lệ tử vong lên tới 100%. Do đó khi động vật cắn và cách duy nhất để phòng ngừa là tiêm vaccine phòng dại. Vậy thì vì sao bệnh dại lại không chữa được? Hiện nay thì chưa có một cái loại thuốc đặc trị nào cho bệnh dại. Vì vậy khi virus dại tấn công lên thần kinh trung ương thì nguy cơ tử vong lên tới 100%. Và theo cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ấy, thì có hơn 5.900.000 người chết mỗi năm do bệnh dại. Nguyên nhân chủ yếu là do chó cắn. Vậy thì do đó cái cách phòng ngừa dại hiệu quả nhất là tiêm phòng ngừa dại cho động vật nuôi và tiêm vaccine ngừa dại ở người. Và khi bị chó mèo cắn ấy, thì hãy cần rửa vết thương ngay bằng xà phòng và nước. Cách tốt nhất để giảm cái nguy cơ nhiễm trùng này, sau đó thì hãy đến cơ sở y tế để được tiêm vaccine phòng ngừa dại càng sớm càng tốt, và cùng với cái phác đồ điều trị của bác sĩ để cải thiện được sức khỏe tốt nhất. Và tốt nhất là trước 24 giờ sau khi bị cắn, vì tiêm càng muộn thì cái hiệu quả càng giảm. Và nói tóm lại thì bệnh dại là một cái bệnh rất là nguy hiểm, nó có nguy cơ tử vong cao nên không được tiêm vaccine phòng ngừa. Hiện nay thì chưa có một cái loại thuốc điều trị bệnh dại. Do đó mỗi người, mỗi cá nhân cần chủ động phòng ngừa bệnh này và hãy tìm hiểu kiến thức liên quan để có khi dùng đến. Và những cái ưu điểm mà khi chúng ta tiêm vaccine phòng dại thì nó sẽ giúp các bạn là đảm bảo được sức khỏe này, và đảm bảo được là những cái lúc mà chúng ta không may gặp đến thì nó sẽ có những cái lượng kháng thể để bảo vệ được sức khỏe của chúng ta tốt nhất.